Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2020, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ngọc Lặc, Ban Thường vụ huyện đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019 với sự tham gia của các đồng chí là giáo viên phụ trách hội, đội trên địa bàn huyện. Hội nghị đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học và báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa huyện đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong năm học 2019-2020, công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học đã đạt được nhiều kết quả cao, nổi bật như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, học sinh được các cấp bộ đoàn, hội, đội tổ chức hiệu quả với nhiều hình thức thiết thực, thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh như tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên, học sinh được các cấp bộ đoàn, hội, đội triển khai thực hiện có hiệu quả, khai thác tốt kênh thông tin như website của đoàn, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, qua đó đã kịp thời định hướng cho đoàn viên thanh niên, học sinh về các vấn đề chính trị xã hội, định hướng thông tin, nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên, học sinh, các cấp bộ đoàn, đội trên địa bàn, triển khai tốt các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019-2020 đã thực hiện tốt các trọng tâm của công tác đề ra với nhiều hoạt động có hiệu quả. Từ những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ huyện đoàn đã xây dựng phương hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2020-2021, triển khai kế hoạch phối hợp giữa đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2020-2021 như nội dung hoạt động phải thường xuyên, đổi mới, bám sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, phù hợp với tâm lý và thu hút được sự tham gia của đoàn viên thanh niên, học sinh, chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền giáo dục, công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra giám sát phải thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính thông tin hai chiều giữa cấp tỉnh với cơ sở, tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào đoàn, đội có hiệu quả cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội huyện đã đạt được trong năm học 2019-2020, đồng thời đề nghị trong năm học tới, các cấp đoàn đội trong huyện cần tập trung làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc, triển khai thực hiện tốt các công trình phần việc thanh niên, công trình phần việc mang non, thực hiện tốt các phong trào xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Nhân dịp này, huyện đoàn đã trao cờ và bằng khen của tỉnh đoàn cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội, đội năm 2019.